Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Và ngày hôm nay thì bên em lại vừa về thêm một mẫu xe 2 chỗ, đó là chiếc Flex Spark. Xe được sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn màu xanh, mang biển kiểm soát là 14D00121 mọi người nhé. Đăng kiểm dài tháng 10 năm 2021. Một mẫu xe khá là nhỏ gọn mọi người nhé, rất là nhỏ gọn. Phần sơn xi thân vỏ của xe thì còn rất là đẹp luôn nhé, không một vết chảy xước nhỏ này. Phần thiết kế đuôi xe đây, về phần khung gầm đây, khung gầm sắt xi đây, sẽ cho cả nhà cùng tham khảo luôn nhé. Ống xả này, khung gầm sắt xi không mục mọt, rất là sáng. Trang bị cho xe là bộ mâm thường đây mọi người nhé, mâm thường đây và dàn lốp 4 quả đây. Bộ thâm mâm thường 13 inch. Sơn xi sạch đẹp. Và phần nội thất đây, em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Phần ghế thì ghế da thì được bọc thêm bộ áo ghế đây. Và ở giữa là được thiết kế hình hạt gỗ đây, các hạt gỗ đây. Khi chúng ta ngồi mùa hè thì không bị nóng hay không bị bí gì cả nhé. Về phần nội thất tắp lô đây, tắp lô không một vết chảy xước nhỏ nhá. Vô lăng này, vô lăng hai chấu đây, còn rất là đẹp luôn này. Đồ nhựa đây, tắp ly đây, hai kính như đằng trước thì là chỉnh điện nhé mọi người nhé. Tắp ly rất là sạch đẹp, không một vết chảy xước. Phần tắp ly đằng sau thì kính thì vẫn là chỉnh tay mọi người nhé. Về phần cốp đây, cốp thì để đồ đạc thì tương đối là ok rồi. Một dòng xe hai chỗ thì đồ đạc rất là thoải mái thôi, chân nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Sản xuất năm 2011, sở hữu động cơ là 0.8 thôi, nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhá. Chạy khá là kinh tế và dòng xe Choice Spark này thì rất là lành xe thôi, chạy khá là lành và bền bỉ mọi người nhá. Và để nói về những dòng Choice Spark này thì đồ đạc phụ tùng thay thế tìm rất là dễ và tương đối là rẻ mọi người nhá, rất là rẻ luôn, nên là cả nhà yên tâm khi sở hữu xe thôi. Một mẫu xe chạy khá là kinh tế, nội thất đẹp, đầu đài nguyên bản này, ủ số đây, bậc lên xuống đây, màu xanh lá cây. 88 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu được xe rồi, chỉ với 88 triệu đồng thôi nhá. Cả nhà mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0354 152 888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và bên Bốn Bánh Kinh Môn thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc, nên cả nhà có nhu cầu mua hay là bán thì vui lòng liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0354 152 888 nhé. Em sẽ cho mọi người tham khảo qua về phần khoang động cơ của xe, mọi người có thể tham khảo được kỹ hơn về chất của xe, xem là chúng ta có lên sở hữu xe không. Về phần đầu dàn sắt xi tất cả cũng nguyên bản hết cả nhà nhé. Tóc cabo cũng vậy này, các gân sóng gân đập nổi tất cả nguyên bản từ nhà máy ra. Về phần khoang động cơ thì máy nổ rất là êm, không một chút rung giật gì cả nhé. Máy móc thì còn rất là khô ráo này, máy nổ cực kỳ êm. 88 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Mọi người mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0903541 152 888 nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tới em nhé.